Anh biết em cần cái gì, muốn cái gì mà anh không có làm. Anh thấy em phiền cho nên anh mới bỏ em ấy. Hello, lâu ngày không gặp. Mới về. Nay khỏe không? Thì bình thường. Hôm bữa nghe em gọi điện thoại á, để đến gặp á, nay sao? Tại vì cũng lâu rồi. Nói chung giờ cũng như bạn bè, không có gì hết. Dạo này ổn không? Ổn, vẫn ổn. Chia tay anh em vẫn ổn. Rồi kỷ niệm khi mà về nhà em á, rồi được mẹ nấu ăn cho. Đó là kỷ niệm anh vui nhất. Nó giống như là một kỷ niệm là một cái gia đình vậy đó. Phút em hạnh phúc nhất đó là anh làm sinh nhật bất ngờ cho em á. Đúng không? Thực sự mà nói, cái sinh nhật đó rất là đạm bạc. Nó chả có gì hết. Không có những cái thứ quà, món quà sang trọng. Không có hoành tráng. Lúc đó anh chỉ mua được cho em cái bánh kem. Thì nếu như giấu lừa dối thì đó là cái đoạn cuối mình chia tay á, là anh chỉ lơ là em, anh không muốn nữa để mình tự rời nhau. Cho nên là chứ không phải là đi quay có gặp người này người kia đẹp hơn em rồi này nọ hả? Không, thì trước giờ em quen anh thì em cũng biết mà. Thì anh không bao giờ mà thích, anh chỉ thích người anh thích thôi, chứ không bao giờ mà thích những người thích mình hoặc là gì khác. Còn em, trong lúc quen nhau em có giấu anh gì không? Giấu hả? Thì con gái nó ngoài cái suy nghĩ nó còn có cái suy diễn nữa. Thì nó thì anh đi quay này nọ thì gặp người này người kia thì em hay suy diễn là anh sẽ gặp được người này tốt hơn em, đẹp hơn em, rồi anh mới như vậy rồi này nọ. Thì nói chung là thời gian đó là cũng là một cái thời gian mà em khóc rất là nhiều. Không biết anh có biết điều đó không? Thực sự thì anh cũng cảm được. Nhưng mà anh nghĩ là mình chỉ buồn thời gian đó thôi, thời gian sau em sẽ tìm được người tốt hơn. Thì thanh xuân em sẽ đẹp hơn. Điều em hối tiếc nhất là em và anh không có gặp nhau nhiều, không có nhiều kỷ niệm với nhau. Tại vì anh cũng rất là bận, nên là anh không có dẫn em đi chơi nhiều, cũng không gặp mặt nhau nhiều. Cái điều mà anh hối tiếc nhất á, là khi một người đàn ông á gặp người con gái mình thương trong cái thời điểm mà mình không có lo được cho cô ấy, thì trong thâm tâm của người đàn ông á, người ta rất là bức rứt, rất là đau khổ luôn. Hãy nhìn cái người con gái của mình lúc nào cũng khổ vì mình hết. Nhiều lúc anh đặt câu hỏi là tại sao anh gặp em không phải là cái thời điểm mà anh làm được nhiều thứ, mà tại sao ông trời cho anh gặp em cái thời điểm mà anh không có gì trong tay hết. Anh biết em cần cái gì, muốn cái gì mà anh không có làm. Gặp lại anh thì nói chung là cũng có nhiều cảm xúc. Tại vì mình nhắc lại những cái chuyện cũ á, nó như là mới ngày hôm qua vậy á. Mình bây giờ mình vẫn còn nói chuyện với nhau là bởi vì cái thời đó mình không có làm gì tổn hại nhau hết. Rồi từ cái khoảng thời gian đó em có quen ai à? Không luôn. Thì anh thử có người nào hợp với mình không? Tại vì khi anh tham gia chương trình đó thì mọi thứ anh đã ổn định. Thực sự, mọi thứ anh rất là ổn định. Từ công việc đến sự nghiệp, mọi thứ nó vào cái quỹ đạo rồi. Mình có thể sắm cho mình, tự mình sắm cho mình những món đồ đắt tiền nhất, những chiếc xe đẹp nhất. Anh cảm thấy anh có thể lo được cho người yêu mình thì anh mới lên chương trình. Không, tại vì
anh quá bận để mà phiền tới em á. Em chỉ có cảm giác là em phiền tới anh thôi. Anh có cảm thấy là bị phiền không? Thì có phiền bởi vì em không có quan tâm đến cảm xúc của anh. Những lúc anh mệt, rất là mệt, nhưng mà đúng là những lúc đó em phải chăm sóc anh hơn là những câu hỏi. Thực sự anh thích vậy. Hỏi rất là phiền. Khi mà em thử đặt vào tình cảnh của anh đi, ban ngày đi làm về đêm rất là mệt, nhưng mà em toàn hỏi không à. Thay vì hỏi đó là anh, em có thể qua bên anh, lo cho anh. Thì đó là những lúc anh thấy em phiền. Hỏi thì anh làm biến trả lời đúng không? Bây giờ đang mệt chẳng lẽ em nhấc cái điện thoại đó. Ừ, anh đang rất mệt. Rồi sao nữa? Giờ em sẽ nhắn tin lại là anh mệt thì anh nghỉ đi. Em thấy nó có giải quyết được cái gì không? Không được cái gì hết. Tại vì anh cũng là một người tốt. Ngay cái thời điểm đó thì lúc đó thì em có hay những cái viễn cảnh là em sẽ lấy anh, rồi tổ chức đám cưới như thế nào, rồi con cái ra sao cái kiểu, rồi khi nào thì anh cầu hôn em, hay là nói chung là em suy diễn ra nhiều thứ lắm. Tại vì em hiểu sao, thanh xuân của một con gái rất là ít. Anh muốn cái thời gian đẹp đó em phải quen một người lo được cho em, để em có nhiều cái khoảnh khắc, ví dụ như là người đó có thể lo cho em, người đó có thể dắt em đi du lịch nè, người đó có thể mua cho em những món quà đắt tiền giống như những cô gái khác. Anh muốn là em xinh đẹp, em phải xứng đáng với điều đó, cho nên anh mới bỏ em ấy. Bây giờ nếu như anh hỏi em một câu hỏi đó, em phải trả lời thiệt lòng thì em dám trả lời không? Ừ. Hỏi đi. Trong em còn thương anh hay là còn tình cảm gì với anh không? Quay về hiện tại thì như anh với em ngồi đây thì em cảm giác là như hai người bạn vậy á, chứ không phải là có cái tình cảm gì khác nữa. Bây giờ em có một đề nghị, anh chịu chơi với em không? Bây giờ em với anh nắm tay nhau. Để làm gì? Thì nắm đi. Thôi. Ừ. Nhìn thẳng vô mắt em. Anh cảm giác nó không giống như là cái nắm tay của ngày đầu mình gặp nhau. Cái ngày đầu mình gặp nhau em nắm tay anh, cái lòng bàn tay anh rất là nóng. Ừ, em nghĩ là nó rất là nhiều cảm xúc trong đó. Còn bây giờ thì em thấy rất là bình thường. Em thì em chúc anh hạnh phúc, tìm được một người biết quan tâm, biết chăm sóc cho anh. Còn anh thì có thể nói lúc trước á, anh có suy nghĩ là đến lúc nào đó mà mình giỏi rồi, mình có đủ rồi, mình sẽ quay lại với nhau. Nhưng mà khi mà anh đã có hết rồi thì cái suy nghĩ anh lại khác. Lúc đó tự nhiên mình cảm như anh không còn tình cảm nữa. Thật sự thì bây giờ thì anh vẫn có đang tìm hiểu một người. Bởi vì lúc mà anh bệnh đó, em nhớ không? Hầu như là không có cô người cũ nào mà chăm sóc anh hết. Thì có một bạn vô rất là quan tâm lo lắng cho anh. Thì bây giờ anh muốn là chúc em giống như những gì anh suy nghĩ trước kia đó, mong em quen một người tốt hơn. Lại anh gửi chúc sức khỏe tới mẹ. Cảm ơn anh.